Người hâm mộ Kenya đồng loạt đề nghị cảnh sát điều tra thủ môn Brian Bwai vì mắc sai lầm khó tin khiến đội tuyển Kenya bị thủng lưới. Cụ thể, từ một pha đánh đầu chuyền bóng về của đồng đội, thủ môn Brian Bwai không ôm bóng mà dùng ngực khống chế rồi có động tác dẫn bóng đi tản bộ trước khung gỗ. Chờ đến khi tiền đạo Uganda đến sát bên người, thủ môn Brian Bwai mới cúi xuống ôm bóng nhưng lại hơi chậm nên bị đối phương cướp bóng rồi dễ dàng ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Một sai lầm hết sức khó tin và cũng khó hiểu của thủ môn Brian Bwai. Ngay lập tức, nó đã làm dậy sóng mạng xã hội. Và trước khi bắt đầu video clip, mọi người đừng quên bấm nút subscribe để bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh của chúng mình nha. Môn thể thao vua luôn mang lại cho người hâm mộ vô vàn những bất ngờ, không chỉ là những khoảnh khắc xuất thần của các cầu thủ, mà xen vào đó vẫn có những pha xử lý lóng ngóng và vô cùng hài hước. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những tình huống xử lý lỗi khiến cho các cầu thủ không muốn nhắc tới. Có lẽ vì quá tự tin vào khả năng chơi chân của mình nên thủ thành Alisson Becker đã quyết định chuyền bóng thoát pressing ngay trong vòng cấm địa. Nhưng thật không may, đường chuyền của anh đã bị bắt bài và tiền đạo Sterling đã không từ chối món quà quý giá này. Trong trận cầu đỉnh cao giữa hai câu lạc bộ Manchester United và Chelsea, chỉ cần một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho đội bóng của mình phải trả giá rất đắt. Tình huống tiền vệ đội trưởng Jorginho đã quá chủ quan và không thể khống chế thành công, tạo điều kiện thuận lợi cho tiền vệ Jadon Sancho băng lên trống trải ghi bàn. Trong một nỗ lực băng ra phá bóng, thủ thành Keylor Navas đã có pha phạm lỗi rất nguy hiểm với tiền đạo đối phương và hiệu quả là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp khiến cho Paris Saint-Germain phải chơi thiếu người. Tình huống này có lẽ đã nói lên sự thiếu ăn ý của các cầu thủ Barca khi trung vệ Lenglet và thủ thành Stegen đã thiếu quan sát để tiền đạo đối phương cướp bóng và ghi bàn rất đơn giản. Không thể tin được rằng một tiền đạo hàng đầu thế giới đã ghi vô số bàn thắng như Harry Kane lại có thể bỏ lỡ một cơ hội sút bóng vào gôn trống ngay trong vạch 5m50. Có lẽ anh sẽ cảm thấy vô cùng đáng trách trong pha bóng này. Một siêu sao đẳng cấp thế giới đã ghi tới 5 bàn chỉ vỏn vẹn trong 9 phút như Lewandowski vẫn có thể bỏ lỡ trước một tình huống vô cùng ngon ăn như này thì chúng ta mới thấy được bóng đá luôn đem lại cho người hâm mộ rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Trong trận đấu lần đầu tiên được ra sân bắt chính tại Champions League, chàng thủ môn trẻ tuổi này đã có một kỷ niệm đáng quên khi anh đã quá chủ quan khiến đội nhà chịu bàn thua không đáng có trước một pha tấn công không có gì nguy hiểm từ các cầu thủ Manchester United. Các cổ động viên trên sân cũng không thể nhịn được cười trong pha bóng này khi Eric Dier đã có tình huống phá bóng về lưới nhà không khác gì các cầu thủ nghiệp dư. Cuối cùng thì kết quả cho câu hỏi Lukaku hay Morata hay hơn lại chính là cả hai đều không đủ hay. Một pha bóng đã thể hiện sự yếu kém trong khả năng dứt điểm của Morata, đó cũng là một phần lý do Chelsea quyết định bán anh ta đi. Ai mà lại từ chối một món quà từ trên trời rơi xuống như này chứ? Một pha bóng đã thể hiện sự chủ quan và thiếu tập trung của các hậu vệ Juventus. Thủ thành người Tây Ban Nha Kepa chắc hẳn sẽ rất hối hận với pha xử lý của mình khi anh không hề quan sát thấy Sadio Mane đang băng tới cực kỳ nhanh và cướp bóng ngay sau đường chuyền bất cẩn của anh. Hàng phòng ngự luôn là điểm đáng lo của Manchester United. Một tình huống tổ chức phòng ngự yếu kém và hiệu quả là sai lầm của thủ thành David De Gea khi anh không thể cản phá được pha đánh đầu của đối phương. Đến cả tiền vệ đánh chặn xuất sắc như Kanté cũng có pha trượt ngã đầy tấu hài như này thì bóng đá đúng là môn thể thao không thể lường trước. Luôn được đánh giá là một hòn đá tảng ở vị trí trung vệ, nhưng phá bóng này, Bonucci đã tỏ ra thiếu quyết đoán khi lao về cản phá bóng, khiến trái bóng từ từ đi vào lưới. Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và đội tuyển Hà Lan, hẳn chúng ta không thể nào quên hai tình huống đối mặt vô cùng ngon ăn của tiền vệ Robben, nhưng cả trong hai lần đều không thể chiến thắng được thủ thành Iker Casillas, khiến đội bóng của anh không thể nâng cao chiếc cúp vô địch. Cristiano Ronaldo luôn là một trong những cầu thủ tận dụng cơ hội tốt nhất thế giới, nhưng trong một ngày không đạt phong độ cao thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Tiền đạo Karim Benzema chứng tỏ mình là cầu thủ luôn biết cách tận dụng những sai lầm của thủ thành đối phương khi anh đã có rất nhiều lần ghi bàn như vậy. Thật khó hiểu với quyết định băng lên rất xa khỏi khung thành của Iker Casillas khiến cho đội bóng của anh nhận bàn thua không đáng có. Chắc hẳn sau tình huống này, Cristiano Ronaldo đã về nhà và lao vào phòng tập để cải thiện khả năng đệm bóng của mình, nên anh đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc bậc nhất hiện nay. Trận đấu mà chắc hẳn đa số cổ động viên Manchester United đều nhớ đến khi nửa đỏ thành Manchester chơi sòng phẳng và giành chiến thắng thuyết phục trước Manchester City. Đường chuyền về của hậu vệ và cả pha khống chế của thủ môn đều là rất tệ, không có lý do gì Dybala lại không ghi bàn trong pha bóng này cả. Sau tình huống này, có lẽ anh chàng thủ môn sẽ phải tập làm quen dần với chiếc ghế dự bị khi anh đã không hề để ý tới trận đấu mà đi uống nước trong khi đối thủ đang tấn công. Pha bóng rất nỗ lực tham gia phòng ngự, nhưng anh chàng này lại vô tình phá bóng trúng mặt khiến cho trái bóng bay vào lưới rất bất ngờ. Theo các bạn, cầu thủ nào mắc lỗi trong pha bóng này khi trung vệ và thủ môn đã không hiểu ý nhau khiến bóng lăn từ từ vào lưới? Thật trớ trêu cho anh chàng trung vệ này khi anh có ý định đánh đầu chuyền về cho thủ môn, nhưng không may trái bóng đi quá cao và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn đội. Chỉ cách khung thành chưa tới 1 mét, nhưng tiền vệ đẳng cấp như Paul Pogba lại có thể đưa bóng đi chệch khung thành, thực sự là rất đáng nể. Sau pha bóng này thì chắc hẳn mọi người hiểu sự xuất hiện của công nghệ VAR để làm gì rồi chứ. Vòng đấu cuối của Premier League giữa Manchester United và Leicester City khép lại và người ghi bàn cuối cùng của mùa giải đã gọi tên tiền vệ Jesse Lingard. Đến cả huấn luyện viên Pep Guardiola cũng không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới như Aguero dứt điểm ra ngoài trong pha bóng này. Thủ thành kỳ cựu Tim Crew đã có tình huống sai lầm khi anh chủ động bắt bài đối phương và bỏ quên khung thành của mình. Chắc hẳn phải có một cái gì đó mới khiến trái bóng bỗng dưng lại di chuyển đầy khó hiểu như này. Được tung vào sân chỉ với mục đích là sút phạt đền, Simone Zaza chứng minh anh luôn biết cách tạo điểm nhấn khi có pha chạy đà cực kỳ chậm trước khi tung cú dứt điểm vọt xa hài hước. Vừa rồi là tổng hợp những tình huống mắc sai lầm đầy ngớ ngẩn của các cầu thủ hàng đầu thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.